Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và chứng minh với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ tài khoản này của bản thân tôi trong đêm hôm qua là FOMC 27 tháng 7 thì tôi đánh tổng cộng 9 lệnh cả âm cả dương thì đem về lợi nhuận là khoảng tầm 26.000 đô trên thị trường. Alo. Anh chắc phải cuối năm cơ nhé. Rồi, thì tôi đã tổng cộng đem về lợi nhuận đêm qua là 25.000 mấy trăm đô và lệnh đây vẫn tiếp tục đang lời khoảng tầm xấp xỉ 4.000 đô, vậy thì tương đương với cả là gì nhỉ? Đây. Rồi, cắt lệnh nha. Thì bản thân chính các bạn có thể nhìn nhận vào trong thực tế là xấp xỉ gần 30.000 đô ở trên thị trường, và chúng ta cần phải nhìn vào trong thực tế của những giá trị vận dụng áp dụng này trên thị trường để chúng ta hiểu được rõ về các giá trị thực tiễn. Giao dịch được thì phải chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị minh chứng vào trong thực tế. Tài khoản này tôi giao dịch từ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 với giá trị là NAV vào là 75.000 đô ở trên thị trường và đã rút ra 279.000 đô. Lịch sử giao dịch phản ánh cả quá trình tôi giao dịch vận dụng ở trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá. Và 279.000 đô đã rút ra khỏi thị trường với chỉ có tài khoản là 75.000 đô, được giao dịch từ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 cho đến nay là gì nhỉ? Xấp xỉ gần 3 tháng trên thị trường, và với cả còn đây là khoảng tầm 430.000 cộng với cả 279.000 là xấp xỉ khoảng gần 800.000 đô ở trên thị trường, và luôn luôn được tôi cập nhật thực tế trên thị trường để cho mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận. Tại sao chúng ta có thể thấy rõ khi mà tài khoản tôi lên nhưng vẫn ra tiền, và chúng ta phải biết rằng chúng ta phải phối hợp từng các phương pháp vào với cả nhau để làm sao tạo được ra giá trị lợi nhuận thực tế trên thị trường. Chứ không phải chúng ta vào trong này chúng ta kẻ vẽ và chúng ta nói rằng phải như thế này hay như thế kia. Đừng có tin vào những giá trị mà không có sự dẫn chứng ở trên thị trường. Bởi đơn giản rằng sự trả giá là chính bản thân nhà đầu tư sẽ là người trả giá trên con đường mà bản thân chính các bạn tham gia vào. Tôi minh chứng, dẫn chứng cụ thể trên thị trường để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận về những giá trị thực tế này ở trên thị trường, và để cho nhà đầu tư hiểu được rõ về các giá trị ở trên thị trường về đầu tư Forex. Và đây, nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị mà tôi đang chia sẻ. Và khi mà bản thân các bạn hiểu được rõ, đây là cả một quá trình dài để chúng ta phải luyện tập, để chúng ta phải nhìn nhận, chúng ta phải đánh giá, thì chúng ta cần phải biết rằng lợi nhuận có được từ đâu là từ chính những năng lực thực tế của bản thân chúng ta ở trên thị trường, chứ không phải là gì nhỉ? Chúng ta lên trên thị trường chúng ta bảo chúng ta phải như thế này hay như thế kia, phải đạt lợi nhuận như thế nọ hay như thế kia ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, không có chuyện đó. Và trong đêm FOMC thì tổng lợi nhuận của 10 lệnh mà tôi đã cắt ở trên thị trường nha. Tổng 10 lệnh giá vẫn tăng nhưng mà tôi vẫn sell nha. Đó, thì đấy, tôi đạt lợi nhuận là khoảng tầm xấp xỉ 29 gần 30.000. Đó, đây nhà đầu tư có thể xem lệnh này tôi vừa cắt ở trên thị trường. Đó. Ok nha, thì đấy tôi chia sẻ để cho anh em và cộng đồng cùng nhìn nhận và đánh giá để thấy rõ về thực tế của diễn biến tài khoản này. Và có thể các bạn thấy rõ cả tài khoản tôi cứu đêm qua thì tôi cũng đã cứu tài khoản cho nhà đầu tư, và sáng nay tôi gửi đến cho cộng đồng để mọi người cùng xem xét và đánh giá, nhìn nhận vào những thực tế của vấn đề này. Đây là cả quá trình dài mà tôi đã phải minh chứng, dẫn chứng để chia sẻ cho cộng đồng, và mời nhà đầu tư theo dõi. Xin chào anh em.